Cô xin mến chào các em. Hôm nay cô cùng các em nặn một số sản phẩm của bài Cửa hàng gốm sứ nhé. Các em sẽ chuẩn bị đất nặn, tờ giấy hoặc bảng con để khi chúng ta dùng đất nặn sẽ không làm bẩn bàn nhé. Cửa hàng gốm sứ có rất nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú đúng không nhỉ? Những sản phẩm ấy rất là đẹp. Bây giờ cô cùng các em hãy làm một số sản phẩm nhé. Các em hãy cùng quan sát nào. Đầu tiên thì các em hãy làm mềm đất và xác định xem là mình sẽ làm sản phẩm nào và xem sản phẩm ấy có những bộ phận gì, và sau đó chúng ta sẽ làm từng phần một. Các em hãy cùng quan sát nhé. Cô đang làm một bình cắm hoa đấy các em ạ. Các em hãy cùng quan sát nhé. Bình cắm hoa của cô sẽ có phần đế, phần thân, phần cổ và phần miệng của bình đấy. Chúng ta sẽ làm từng phần một và sau đó ghép vào để thành một bình hoa hoàn chỉnh nhé. Sau khi làm xong bình cắm hoa rồi thì các em có thể làm phần trang trí ở trên bình hoa cho đẹp hơn này, hoặc có thể nặn những bông hoa thật xinh xắn để cắm vào trong bình hoa để bình hoa của mình đẹp hơn nhé. Em có thể dùng tăm để kết nối phần cành hoa với bông hoa nhé. Và khi cắm bông hoa vào trong bình hoa thì bông hoa nó sẽ cứng và sẽ không bị đổ hoặc là rời các bộ phận ra nhé. Cô chúc các em sẽ có những sản phẩm thật đẹp về cửa hàng gốm sứ nhé.
là một số sản phẩm về cửa hàng gốm sứ của cô. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn sẽ có những sản phẩm thật đẹp. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt các em.